Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh YouTube Tin 24 giờ. Hãy cùng chúng tôi cập nhật những thông tin nóng nhất, mới nhất trong 24 giờ qua. Sau đây là nội dung chi tiết. Italia điều tra nghi vấn ngộ sát trong vụ chìm du thuyền chở tỷ phú Anh. Italia sẽ điều tra thủy thủ đoàn và giám sát viên theo hướng ngộ sát trong vụ chìm du thuyền khiến 7 người không qua khỏi, trong đó có tỷ phú Anh Mylin. Ambrosio Cattosio, công tố viên thành phố Termini Imerese trên đảo Sicily, Italia ngày 24 tháng 8 xác nhận cuộc điều tra đang diễn ra nhưng chưa xác định được nghi phạm. Chúng tôi chỉ mới ở giai đoạn đầu của cuộc điều tra. Chúng tôi không thể loại trừ bất kỳ tình tiết nào ở thời điểm hiện tại, ông nói trong họp báo. Cattosio cho biết nhóm của ông sẽ xem xét cẩn thận trách nhiệm của từng bên như thuyền trưởng du thuyền Bayesian, các thành viên thủy thủ đoàn, những cá nhân phụ trách giám sát, nhà sản xuất và những người liên quan khác. Theo tôi, khả năng xảy ra hành vi phạm tội, đây có thể là vụ ngộ sát, nhưng chúng tôi chỉ xác định được điều đó khi có thời gian điều tra thêm, ông nói. Du thuyền Bayesian dài 56 mét, treo cửa Anh, bị chìm trong thời tiết xấu khi đang neo đậu gần làng chài Ponticello ở phía đông đảo Sicily hôm 19 tháng 8. Du thuyền lúc ấy bất ngờ chở 10 thành viên thủy thủ đoàn và 12 hành khách, phần lớn là công dân Anh. Sự cố khiến 7 người không qua khỏi, trong đó có tỷ phú công nghệ Anh Mylin cùng con gái. Câu hỏi chính mà các nhà điều tra đang tập trung lúc này là tại sao thuyền buồm được nhà sản xuất Perini Navi của Italia coi là không thể chìm lại bị chìm, trong khi một chiếc thuyền buồm treo cờ Hà Lan neo đậu gần đó hầu như không bị hư hại. Cơ quan điều tra cũng đặt câu hỏi về việc vì sao gần như toàn bộ thủy thủ đoàn thoát chết ngoại trừ đầu bếp, trong khi 6 hành khách bị mắc kẹt. Giới chức địa phương xác nhận hầu hết thi thể được tìm thấy đều ở cùng một vị trí trên du thuyền, phía bên trái và gần bề mặt hơn. Phó công tố viên Rafael Camarano cho biết nhiều khả năng xảy ra tai nạn khi các hành khách đang ngủ và một trong những trọng tâm của cuộc điều tra là xác định xem họ có được ai đó cảnh báo hay không. Bộ trưởng Riyad al-Maliki, cố vấn đặc biệt của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas, ngày 23 tháng 8 cảnh báo Israel sẽ sớm tiến hành chiến dịch quân sự quy mô lớn tại khu vực bờ Tây. Ông al-Maliki nhấn mạnh quân đội Israel đang tăng cường hiện diện ở bờ Tây. Đồng thời, số vụ tấn công vào các thành phố làng mạc và trại tị nạn trong khu vực đang tăng lên gấp 2, gấp 3 hoặc thậm chí là 4 lần mỗi ngày. Trước đó, Liên Hợp Quốc cho biết số lượng nhà ở của người Palestine bị Israel phá hủy ở bờ Tây đã tăng gấp đôi kể từ ngày 7 tháng 10 năm 2023. Israel chiếm giữ bờ Tây, Đông, Jerusalem và giải Gaza trong chiến tranh Ả Rập-Israel năm 1967. Theo luật pháp quốc tế, việc Israel lập khu định cư ở những vùng lãnh thổ của người Palestine là bất hợp pháp. Dù vậy, Israel đã xây dựng hàng chục khu định cư trên khắp bờ Tây những thập kỷ gần đây. Đây là nơi sinh sống của hơn 490.000 người Israel cùng khoảng 3 triệu người Palestine. Một phần bờ Tây hiện do chính quyền Palestine của Tổng thống Mahmoud Abbas kiểm soát. Ngày 23 tháng 8, Thủ tướng Ấn Độ đã đến Kiev bắt đầu chuyến thăm Ukraine và tiến hành hội đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Bộ Ngoại giao Ấn Độ trước đó cho biết, trong chuyến thăm Ukraine, Thủ tướng Modi dự kiến thảo luận với Tổng thống Zelensky về toàn bộ các mối quan hệ song phương, bao gồm thương mại, cơ sở hạ tầng và quốc phòng. Còn văn phòng Tổng thống Ukraine cho hay, ông Modi và ông Zelensky sẽ thảo luận các vấn đề hợp tác song phương và đa phương, cũng như chứng kiến lễ ký kết các văn bản. Với chuyến thăm này, ông Modi trở thành Thủ tướng Ấn Độ đầu tiên thực hiện chuyến thăm Ukraine trong 30 năm qua. Chuyến thăm Ukraine của Thủ tướng Modi diễn ra chưa đầy 2 tháng sau khi ông đến Nga, lần đầu tiên kể từ khi cuộc xung đột giữa Moscow và Kiev bùng phát. Chuyến đi đã vấp phải sự chỉ trích gay gắt từ Ukraine và thái độ không hài lòng từ phía Mỹ. Trước đó, phát biểu tại Warsaw, Ba Lan, trước thềm chuyến thăm Ukraine, ông Modi tuyên bố Ấn Độ sẵn sàng hỗ trợ chấm dứt xung đột ở Ukraine và Trung Đông khi tham vấn với các quốc gia thân thiện. Ngày 22 tháng 8, giới chức Bangladesh cho biết 4 người đã thiệt mạng do lũ lụt. Trong khi đó, khoảng 2,9 triệu người bị ảnh hưởng và hơn 70.000 người đã được đưa đến các nơi tránh trú. Phần lớn các khu vực thuộc các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi lũ lụt ở Bangladesh như Kumila, Phendi và Nuakhali đã mất điện và bị cô lập. Giao thông và liên lạc giữa thủ đô Dhaka và thành phố cảng Chattogram ở miền đông nam bị cắt đứt do một số đoạn đường bị ngập lụt. Trong khi đó, lực lượng cứu hộ nỗ lực tiếp cận những người dân ở khu vực phía đông Bangladesh đang bị mắc kẹt.
Tình hình rất nghiêm trọng, hàng cứu trợ thì nhiều, nhưng nếu không giải cứu được những người bị mắc kẹt thì biết chuyển cho ai? Họ phải sống thì mới nhận được chứ. Nhưng chúng tôi không có thuyền ở đây. Chúng tôi muốn cả đất nước Bangladesh chuyển thuyền cho chúng tôi. Chúng tôi cần thuyền để cứu họ. Theo Trung tâm Cảnh báo và Dự báo Lũ lụt Bangladesh, mực nước ở nhiều con sông ở khu vực phía đông, đông bắc và đông nam nước này vẫn đang dâng cao. Quan chức Bộ Quản lý và Cứu trợ Thảm họa Bangladesh cho hay khoảng 2,9 triệu người bị ảnh hưởng và hơn 70.000 người đã được đưa đến các nơi tránh trú. Nhà chức trách đã huy động quân đội, hải quân, sử dụng tàu, thuyền và trực thăng để giải cứu những người bị mắc kẹt do nước sông dâng cao. Nhiều người ở Bangladesh đổ lỗi cho Ấn Độ về lũ quét, cho rằng nước láng giềng này đã mở đập ở sông Tripura gây lũ lụt bất ngờ ở Bangladesh. Bộ Ngoại giao Ấn Độ phủ nhận điều này. Mùa mưa ở Ấn Độ và Bangladesh thường bắt đầu vào tháng 6 hàng năm. Hai quốc gia Nam Á này có chung 54 con sông chảy từ dãy Himalaya đến vịnh Bengal. Trong những thập kỷ gần đây, Bangladesh thường xuyên phải hứng chịu lũ lụt. Theo chỉ số rủi ro khí hậu toàn cầu, Bangladesh với 170 triệu dân là một trong những quốc gia dễ bị ảnh hưởng của thiên tai và biến đổi khí hậu nhất. Mùa mưa hàng năm gây ảnh hưởng trên diện rộng, nhưng biến đổi khí hậu đang làm thay đổi các hình thái thời tiết và làm gia tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan ở quốc gia này. Đã đến lúc hạ lãi suất, đó là tuyên bố được Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed Jerome Powell đưa ra trong bài phát biểu quan trọng được mong đợi từ lâu tại Hội nghị Kinh tế ở bang Wyoming. Hiện tỷ lệ lạm phát tại Mỹ đang có xu hướng tiến tới mục tiêu 2% của Fed mặc dù vẫn chưa đạt được. Lạm phát gần đây giảm từ 3,2% so với một năm trước xuống còn 2,5%, thấp hơn nhiều so với mức đỉnh trên 7% vào tháng 6 năm 2022. Đồng thời, tỷ lệ thất nghiệp tăng chậm nhưng đều đặn, gần đây nhất là ở mức 4,3%. Thị trường đang kỳ vọng Fed sẽ bắt đầu cắt giảm vào tháng 9, mặc dù ông Powell không đề cập đến thời điểm khi nào sẽ bắt đầu nới lỏng chính sách. Biên bản cuộc họp của Ủy ban Thị trường mở tháng 7 được công bố vào ngày 21 tháng 6 cho biết phần lớn các quan chức Fed cho rằng cắt giảm lãi suất vào tháng 9 sẽ phù hợp miễn là dữ liệu ủng hộ. Chứng khoán Mỹ đồng loạt tăng sau bài phát biểu của ông Jerome Powell. Thưa quý vị, vừa qua, Hội nghị Robot Thế giới năm 2024 đã khai mạc tại thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc. Sự kiện thường niên này giới thiệu những mẫu robot tiên tiến nhất do các công ty và viện nghiên cứu hàng đầu thế giới phát triển. Hội nghị năm nay thu hút tổng cộng 169 hãng công nghệ tại Trung Quốc và nhiều nước khác. Chẳng hạn như hãng ABB của Thụy Điển, Tesla của Mỹ, KUKA của Đức. Các công ty giới thiệu hơn 600 sản phẩm, trong đó có hơn 60 sản phẩm được ra mắt lần đầu tiên. Hội nghị Robot Thế giới 2024 còn đánh dấu sự hiện diện lớn nhất của robot hình người khi có đến 27 công ty giới thiệu những sản phẩm mới nhất của họ. Đáng chú ý trong số đó là các robot thể hiện những biểu cảm khác nhau trên khuôn mặt. Robot đầu bếp làm bánh kép do các nhà sản xuất robot của Trung Quốc phát triển. Robot có thể chế biến hai loại bánh kép, cay và không cay, để mọi người chọn lựa. Tôi đã chọn loại không cay và yêu cầu thêm hai quả trứng. Được khởi xướng từ năm 2015, Hội nghị Robot Thế giới đã trở thành một trong những sự kiện quan trọng đối với các nhà sản xuất robot tại Trung Quốc và các nước khác. Hội nghị năm nay kéo dài tới ngày 25 tháng 8.